Nữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingle Double Min Thermax để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Nữ khách 24 giờ. Vị khách mời đầu tiên của ngày hôm nay là một chàng trai trông khá xanh điệu, đó chính là nam ca sĩ Quách Tuấn Du. Ca sĩ Quách Tuấn Du khởi đầu sự nghiệp ca hát từ năm 19 tuổi. Với chất giọng truyền cảm và ngoại hình ưa nhìn, anh đã ghi được rất nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả hâm mộ. Trở lại tham gia lần thứ hai, Quách Tuấn Du có rút được kinh nghiệm gì ở lần trước không nhỉ? Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Rất là vui khi được chương trình Nữ khách 24 giờ đã cho Quách Tuấn Du có dịp sống lại những giây phút mà rất là thú vị, những khoảnh khắc thử thách đến từng nhà, từng người dân để mà xin tá túc. Đây là chuyến trở lại lần thứ hai của Quách Tuấn Du. Lần trước thì cũng may mắn bởi vì hai cái thử thách lần trước là nó cũng có liên quan đến nghệ thuật nên nó không có khó đối với Tuấn Du. Và lần này mong rằng thử thách sẽ được dễ hơn nữa, chứ nếu mà không thì cũng sẽ rất là khó cho mình, bởi vì tính mình cũng không phải là người lanh lợi. Quá sẵn sàng, đang chờ đợi hồi hộp là người bạn đồng hành với mình là ai. Vị khách mời thứ hai đã bắt đầu lộ diện, một cô gái xinh đẹp với cặp mắt kính đen bí ẩn đang ngồi đợi trong quán cà phê, không ai khác đó chính là người mẫu diễn viên Diễm Châu. Gây ấn tượng mạnh bởi chiều cao lý tưởng, dáng người chuẩn cùng gương mặt đẹp cá tính, diễn viên người mẫu Diễm Châu được lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cô lữ khách này cũng đã từng một lần chinh phục thử thách, không biết chuyến đi với hai lữ khách đều đã có kinh nghiệm này sẽ ra sao? Điều hấp dẫn bắt đầu đây. Chương trình này đã cho Châu những cái trải nghiệm và những cái cảm xúc rất là khác nhau, và mong là lần này sẽ mang lại những giây phút giải trí thật là vui vẻ cho quý khán giả. Châu lần thứ hai quay lại với Nữ khách 24 giờ thì không biết là cảm xúc của bạn đến lúc này thì như thế nào? Em đang rất là lo lắng chị, tại vì lần đầu lúc đầu em xém không tìm được nhà, em rất là muốn bỏ cuộc luôn. Rồi em đi hả, em đi tìm hả, cái chục nhà nó không ngăn chó, ai cũng lắc đầu hết trơn. Đến với chương trình hôm nay thì câu khẩu hiệu của Diễm Châu và anh Tuấn Du là không có việc gì khó, chỉ sợ tìm không có ra. Hai lữ khách chồng đã sẵn sàng để bước vào hành trình chinh phục thử thách. Bây giờ hai cái này á thì không biết cái nào là dễ ta. Rồi, lady first, em chọn đi. Đó, em chọn đi. Bên anh đi. Rồi. Bạn hãy học hát và hóa trang sao cho giống ít nhất là 70% cách hát, cách diễn cảm, trang phục, kiểu tóc, đạo cụ với nhân vật trong video clip búp bê bằng bông của bé Xuân Mai mà chương trình cung cấp. Bạn phải đến nhà hát nghệ thuật Hát Bội, số 234 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận Nhất để gặp nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh để tìm hiểu bộ môn hát bội này. Sau đó, Quách Tuấn Du phải học một cái trích đoạn có vũ đạo nói về nhân vật Tạ Ôn Đình. Chúng ta đi và chúng ta sẽ có những cái phần quà này. Nhìn Tuấn Du ung dung đạp xe khá tự tin tiến tới thử thách đầu tiên. Dạ, cháu xin chào chú. Dạ, chú chào chú Hữu Danh. Con có một cái thử thách bước đầu tiên là con sẽ đến nhà hát bội để con được diện kiến gặp chú, cũng như là nhờ chú chỉ dẫn trong cái bộ môn hát bội này giúp cho con hiểu biết thêm. Dạ, chú rất vui các cháu đến đây để tìm hiểu bộ môn hát bội. Nào, giờ mình vào trong xem một xíu đi. Rồi mình sẽ có những câu hỏi và dạ, mình giải đáp. Và đây là video clip bé Xuân Mai, xin mời bạn xem. Diễm Châu có vẻ hơi căng thẳng khi phải hóa thân thành một cô bé 3 tuổi. Quả là một thử thách không đơn giản chút nào. Là một ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ, Tuấn Du có vẻ rất hứng thú khi có cơ hội tìm hiểu thêm về hát bội, một bộ môn nghệ thuật cổ của Việt Nam. Nguyên mong đánh bại Tô Đô bắt được một cái vàng sướng ca
Dạ. Có theo phục vụ Nguyên Mông á. À. Thì trong đó có Lý Nguyên Cát. Dạ. Có Lý Nguyên Cát biết kịch Hí Trường cho nên là dạy cho lại cho triệu thần trong triều đình của đại trần á. Dạ. Triệu thần á là biết hát sướng biết múa này nọ. À. Từ đó mình phát triển đến cứ phát triển cứ nói nghiệp. À đúng rồi. Dạ, liên tiếp. Cháu muốn được nhờ chú gia hướng dẫn dạy cho cháu học một cái trích đoạn nào đó trong cái bộ Tạo Ung Đình. Tạo Ung Đình là một cái vai là giúp cho anh mình đoạt ngôi của vua Tề. Thôi không dân võ đời chẳng liệt phong. Trời không dân võ đời chẳng liệt phong. Đời chẳng liệt phong. Trời cho thấy khổ quá. Dân trường sân khấu mà mới vừa nhìn cái clip là biết mình phải đi đâu rồi. Vô cùng tự tin, Diễm Châu dường như biết rất rõ nơi cần đến. Không đâu khác đó chính là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cho chị mượn một cái đồng trắng đi. Nhỏ quá không biết. Không may rồi, kho trang phục của trường lại không có size phù hợp với Diễm Châu. Bên em có đồng trắng cho chị mượn là được rồi. Sơ rê cũng được. Rồi, ok chị chạy qua. Trong khi đó, Tuấn Du cũng đang đổ mồ hôi trong nỗ lực hết mình diễn cho đạt đoạn trích vở hát bội Tạ Ôn Đình. Vì ư đề ư. Bây giờ mình có động tác kết hợp chung không chú? Tay bình thường đứng vậy không nè, cầm cái giáo nè, đứng là hơi sốc, nắm cái mảng là sốc nè. Mặt rung cơ mặt thôi. Rồi mới nói. Trời không dân võ. Trời không dân võ. Mổ Tạ Ôn Đình. Với bộ đầm trắng vừa mượn được, trông Diễm Châu đáng yêu và nhí nhảnh chẳng khác nào ca sĩ Nhí Xuân Mai. Với 50.000 đồng chương trình cung cấp, Diễm Châu bắt đầu vào chợ săn những trang phục và đạo cụ còn thiếu. Đã tiêu hết 15.000 cho đôi găng tay rồi. Liệu Diễm Châu sẽ xoay sở ra sao với số tiền ít ỏi còn lại? Bớt không chú? Chú bán không 30.000 được không chú? Đâu có được. Nhìn Tuấn Du rất nhiệt tâm vào nhân vật Tạ Ôn Đình. Trời không dân gió, kim trào ngư đê. Mổ Tạ Ôn Đình. Sự là tay ngang mà nếu mà không biết gì cả mà đến đây một tiếng, không chưa tới một tiếng đồng hồ mãi như vậy thì chấm cũng được 8 điểm. Cháu muốn tặng chú cái này để chú ăn cho ngon. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều. Nón này nhiêu cái vậy cô? Con này nhiêu cô? Cô đổi đồ được không cô? Chỉ còn đủ tiền còn mua nón, cô nàng đành gọi điện cầu cứu người bạn. Alo, đồng hành. Hả? Tự nhiên em quên, em bị gài. Xài hết tiền rồi, cho em mượn tiền được không vậy? Mượn nhiêu? Cho em mượn 35.000 đi. Anh mà cho em mượn thì anh lấy gì anh sống đây mỗi ngày? Thôi anh sống 15.000 thôi. 15.000 anh sẽ không có nổi đâu. Cho em mượn 2.000 thôi. Trời, anh để anh xài luôn đi. Để tắt em đúng không? Anh mua anh tặng em vô. Em cứu nhân rồi. Thôi nha, không cần nữa. Thật may mắn, một người đi đường đã nhận ra cô là diễn viên và yêu ái mua tặng cô món đạo cụ cuối cùng. Bây giờ đã xong giai đoạn chuẩn bị, hai lữ khách bắt đầu bước vào cuộc chiến so tài vô cùng gay cấn. Ai thực hiện xong trước và được đánh giá đạt sẽ giành lá cờ thứ nhất. Bạn phải hát lại bài Búp Bê Bằng Bông theo đúng phong cách của bé Xuân Mai trong video clip trên. Sau đó bạn phải đăng đoạn video clip ghi hình phần biểu diễn của bạn lên Facebook cá nhân. Nếu có 50 người nhấn nút thích thì bạn mới hoàn thành thử thách. Bạn phải biểu diễn nhanh trích đoạn vừa học cho những người dân bất kỳ xem. Bạn sẽ hoàn thành thử thách nếu có 5 người đoán đúng tên bộ môn nghệ thuật này và đồng thời đoán đúng tính cách nhân vật của 4 gương mặt điển hình trong giới nghệ thuật hát bội. Mặt đỏ, người ngay thẳng. Mặt rằn đen, người hung dữ. Mặt trắng, người gian xảo. Mặt vàng, người hiền lành. Alo. Diễm Châu hả? Bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3. Cô ơi, giờ con làm cái này cho cô coi cái nha cô. Rồi xong cái cô con hỏi cô cái này nha. Trời không dân gió, đời chẳng
liệt phong, mổ tạ ôn đình. Hát bội. Yeah. Hát bội. Mặt trắng là thể hiện tính cách gì? Dĩ tạ. Tướng cóp, tướng cóp. Không. Cái từ ở trong hát bội á. Dạ hát. Yes. Đúng rồi, đúng rồi. Bay bay bay, búp bê biết bò, biết bắt, biết bơi. Bơm bơm bay, bơm bơm bay, búp bê bằng bồng bò bằng bay. Hy vọng là mọi người sẽ like cho mình. Phi đề ư. Biết rồi, biết rồi. Mổ tạ ôn đình. Hát bội. Đúng rồi, mặt đen rằng này, giống như là hình dữ. Rồi đúng như vậy. Chị không nổi. Thành công hai nghề rồi, Tuấn Du có vẻ bắt đầu hơi hoảng với viễn cảnh phải biểu diễn lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần, nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Sau khi đưa đoạn video clip cực kỳ nhí nhảnh lên trang web cá nhân, Diễm Châu tích cực kêu gọi các bạn bè trợ giúp. Trời ơi, like nhiều vô, like nhiều vô. Em nhờ chị này được không chị Thúy? Nhờ đi cô có được hay là không? Lấy liền, lấy liền. Rồi. Chị Hiền hả? Chị với Chánh Nghĩa hãy chạy vô like cái clip em mới up lên đi. Em đang đâu vậy? Em đang Hà Nội. Ủa chị Tường, chị rảnh không chị Tường? Dạ. Chị lên Facebook chị like giùm em cái video clip em mới post lên coi. Thấy thì không phải like luôn á. 8 like, 8 like. Dục ư phi điều ư ư ư. Đúng rồi, còn gương mặt này màu vàng. Hiền từ. Đúng rồi, muốn quà đều vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Con diễn cho chú coi nha. Chỉ còn tìm một người đoán đúng nữa thôi thì tình hình bắt đoán cái bộ môn nghệ thuật mà cháu diễn là bộ môn gì được không? Mặt đỏ. Người rất là đen rằng như thế này. Giống như bà cung. Ví dụ vợ chú bực bội hoặc là... Sao lại vậy hả? Dù rất tích cực diễn tả nằm trạng thái cảm xúc nhân vật, nhưng Tuấn Du vẫn chưa làm người xem đoán ra được. Quay lại với Diễm Châu, chúng ta hãy xem cô nàng đã thu thập được bao nhiêu sự yêu thích đấy. 23 like. Và đây là người thứ năm rồi. Liệu may mắn có đến với Tuấn Du chăng? Mổ tạ ôn đình phi điều ư ư. Em đoán giùm anh cái đây là cái bộ môn nghệ thuật gì? Hát bội. Đúng rồi, phản diện với cái người hiền là cái người này mặc màu trắng. Sau 30 phút up lên thì có 34 like. Ví dụ như ngồi chơi cái vậy nè, cái vậy. 39. Hiểu không? Gian xảo. Đúng rồi. Trong khi đó Diễm Châu vẫn đang miệt mài chờ đợi sự giúp đỡ ngẫu nhiên của các bạn, nhưng vẫn chưa đạt đến con số 50. Alo. Rồi, anh xin báo là anh đã vượt qua thử thách đầu tiên. Xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Rồi, ok, thì bây giờ... Anh không kể anh chứ. Thôi nha. Anh báo nha. Vậy là Tuấn Du đã hoàn thành thử thách trước Diễm Châu. Chúc mừng Quách Tuấn Du đã nhận được lá cờ đầu tiên. Bây giờ không cần lại. Lần nào cũng bị thua được không? Cuối cùng ta là người chiến thắng. Trời, yeah. Chưa chắc à. Thiên Nga. Còn 2 vòng nữa rồi. Hy vọng hai lần sau em thắng. Anh định hơn thôi. Tự nhiên có mấy phút mà lên 50 like. Hẹn 2 vòng sau. Thử thách thứ hai gồm 3 thử thách nhỏ. Hai người chơi phải thi đấu đối kháng với nhau. Ai hoàn thành sớm hơn sẽ là người giành chiến thắng. Bạn phải tả 5 con vật bằng ngôn ngữ hình thể cho những người dân bất kỳ đoán. Hươu cao cổ, chim cánh cụt, lăng quăng, đại bàng, kangaroo. Nếu có 5 người đoán đúng chính xác 5 con vật thì mới hoàn thành nhiệm vụ này. Cả hai không lãng phí thời gian, liền vội vã chạy thật nhanh, bắt tay ngay vào thực hiện thử thách.
Là một diễn viên, chắc hẳn Diễm Châu khá thành thạo việc sử dụng ngôn ngữ hình thể nên cô có vẻ rất tự tin với thử thách này. Em đoán anh cái con vật là con gì nha. Diễn tả thành công hai con vật rồi. Diễm Châu dường như không kiềm chế được niềm vui sướng. Cuối cùng nói là con gì? Nói gì? Dù gợi ý rất rõ ràng, nhưng có vẻ anh thanh niên nhất thời đã quên mất tên con vật mà Diễm Châu đang diễn tả rất đạt. May là cuối cùng đã có người đoán đúng. Kangaroo. Ba con. Anh chàng này quá nhiệt tình, suýt thì đánh đổ cả quầy bán nước. Cái con này nè. Không phải. Con. Nhỏ nữa. Cái con nhỉ. Đúng rồi. Tuấn cảm Du ơn đã cô. Diễn tả thành công được hai con và đang giáo diết đi tìm đối tượng thứ ba. Con gì chị? Xin lỗi, chị không đoán được rồi, em sẽ chuyển người. Cảm ơn chị. Được ba đúng con rồi. Rồi. Trời, thử thách này mệt. Cô nàng trông hơi khổ sở, không biết phải làm con vật này như thế nào. Chú con gì vậy chú? Thế nhưng cô vẫn thành công, nâng tổng số con vật được đoán trúng lên 4 con. Chỉ còn cách thành công một con vật nữa thôi là Diễm Châu đã hoàn thành rồi. Cái con này nè. Con bà ở trên cao đó, cái mình giúp đại bà. Tuấn Du cũng đã diễn tả được 4 con rồi. Ăn lá trên cây. Nó đứng dưới đất ăn lá trên cây. Không phải khỉ. Không có cổ. Diễm Châu cũng đang đuổi theo sát nút Tuấn Du, cuối cùng cô cũng đã chinh phục được thử thách rồi. Bạn phải phát âm cổ họng 8 bài hát cho 8 người khác nhau đoán đúng tên bài hát. Và hát đúng ít nhất 2 câu của bài hát đó. Lưu ý, bạn phải ghi tên các bài hát mà bạn dự định chọn để thực hiện. Người đoán phải hát đúng giai điệu và đúng lời bài hát. Để dễ dàng hơn, hai lữ khách hẳn đang cố gắng chọn ra 8 bài hát được phổ biến rộng rãi mà ai cũng biết. Chị ơi, em thi cái này này cũng vui lắm. Bây giờ em hát thử cái chị đoán cái bài hát gì nha. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Lòng mẹ. Đúng rồi. Lòng mẹ bao la như biển Tây Bình và Nam. Đúng rồi. Yêu em nữa. Đúng rồi, hát tiếp luôn. Tuấn Du đã thành công 3 bài rồi. Đúng rồi. Cháu lình bài. Chị đọc cũng được nữa, chị đọc. Cho già mong cháu. Cô tin cháu là cháu không khóc nhà. Búp bê bằng bông, búp bê bằng bông, biết bay bay bay. Búp bê biết bò, biết bắn, biết bơi. Hai bài. Ba hồi nén không lên. Ba là cây nén vàng, mẹ là cây nén xanh. Một con vật sẽ ra hai cái cánh. Một con vật sẽ ra hai cái. Diễm Châu cũng thành công được 4 bài rồi. Cái đó cát kèo kèo kèo. Đúng rồi. Đúng rồi. Quách Tuấn Du đang dẫn trước Diễm Châu với tỷ số 6/4 bài. Anh chỉ còn 2 bài nữa thôi. Tình hình bắt đầu khó khăn hơn cho Diễm Châu. Giai điệu bài Đất Phương Nam rất quen thuộc với mọi người, nhưng không hẳn ai cũng thuộc lời. Anh hát gì bên này?
Trời ơi, con không biết hát không ơi. Đức phương nào mà chuyện thôi, nó phù hơn. Được nắm bài rồi, cố lên Diễm Châu ơi. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là nắng của cha. Diễm Châu đã đuổi kịp Tuấn Du với tỷ số ngang bằng 7 bài. Bài này chắc tụi em biết nè, đứa nào biết alo giùm anh nha. Bài tới vậy, bài tới vậy. Đúng rồi, rồi rồi, rồi bây giờ anh hát, em hát theo nha. Chúc mừng Tuấn Du đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhỏ thứ hai. Đúng rồi. Và đây là yêu cầu thứ ba của thử thách. Nữa hả? Nhiệm vụ cuối cùng bạn phải nói 10 lần câu lùi đậu, lột đậu, luộc đậu, luộc đậu, đậu luộc, đậu lột, đậu lùi mà không được vấp chữ nào. Một người nữa. Trong thôi. Khi đó, Diễm Châu nhất đó. Thời quên mất giai điệu bài hát quen thuộc mà bình thường hát vẫn bài hát. Nhưng mà tự nhiên vậy. Em biết hát bài đứa bé không em? Anh biết hát bài đứa bé không anh hát giùm em? Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em giúp chị giùm được không? Đứa bé em có thể hát giùm chị hai câu được không? Khó quá. 2, 3. Lùi đậu. Phải đọc trôi chảy 10 lần một câu khó phát âm như vậy. Quả là không đơn giản. Trông anh chàng khá là tội nghiệp. Lùi đậu, luộc đậu, lột đậu. Lùi đậu, lột đậu, luộc đậu, đậu, lột, đậu lùi. À, đậu lột. Không thể nào quá. Bạn phải nói 10 lần câu. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Lúa nếp là lúa nếp làng. Đây đúng làng. Là một thử thách gian nan và khó nhằn nhất đối với cả hai lữ khách. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Từ lúa của bạn là hành lúa. Lúa lên lớp là lúa, lớp làng. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lại, bạn, lần thứ ba bạn đọc là lúa. Trời ơi, tức quá. Trời ơi, hắn đôi, đúng. Không có lúa, lúa. Lùi đậu, lột đậu, luộc đậu, đậu. Lùi đậu. Lột đậu, luộc đậu, đậu luộc, đậu lột, đậu lùi. Lùi đậu. Lột đậu. Đậu luộc. Lột đậu, lột lùi. À, lùi đậu, luộc đậu, lột đậu. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp, lớp lòng nàng lân lân. Trời ơi, không hề sai. Luộc đậu. Đậu luộc, đậu lột, đậu lùi. Yeah, mình đã về trước. Quá tương vô, ta đợi đi. Anh xong rồi hả? Xong rồi. Em cũng xong lâu rồi. Tiền Sơn. Chúc mừng Diễm Châu đã giành được lá cờ lữ khách trong thử thách thứ hai của chương trình. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ. Kỳ nằm tại đường 147, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Thử thách ngày hôm nay đã đem lại cho hai vị lữ khách những tiếng cười vui nhộn và những trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn. Xin mời quý vị khán giả hãy đón xem Quách Tuấn Du và Diễm Châu tiến tới chinh phục thử thách cuối cùng. Một thử thách cam go nhất và đáng mong chờ nhất đó là thử thách xin ở trọ, phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7.